đường nào dính đó. Quá trời thấy cái luôn rồi. Cái con bự ha. Ồ. Cái bự à. Cái. Dính nè, dính nè. Cái đường nào con? Cái nữa. Đây, cái nữa. Cái nữa. Bắt con về em ơi, thuộc anh. Gừng hả? Dợp này hấp gừng ăn ngon lắm. Cua cua cua. Dính. Dính cua. Phải chừng bự kẹp nha. Không, hốt cái này là không được nào kẹp nha. Bắt cua là phải bắt dê nè. Đây, được một con cua. Ồ, chắc. Dợp. Đây là thành quả ngày hôm, đêm hôm mình đi xôi nha. Nhà chồng mình đi xôi nè. Hồi lúc mình bắt á, mình đâu xả nó kẹp á. Mình đâu có biết đâu cái này con cua cốm đâu. Giờ nó gây mê nữa nè, hôm giờ nó lọt luôn đó nha. Nó lọt ra luôn nè, lọt cái yếm nó mềm xèo đâu nè. Trời ơi, con này ngon nhất nách luôn. Trời ơi, gì Cà Mau ăn cua cốm cả nhà ơi. Mình chuẩn bị luộc dọp nha. Dọp mình luộc xả ớt nè. Đi săn đêm về mình có món ăn nha. Mùa này dọp nó ngọt rồi nha. Còn đây cái nồi. Đó, đây là cái nồi ba kia với cua nha. Đó là con cua cua lọt mình đó nha. Đó, nó ngon cực kỳ luôn. Ngọt thật thôi ha. Dễ dè luôn. Không kìa. Trắng tươi rồi đó. Mở lắp ra hết rồi. Nước chấm thần thánh nha, để ăn món ba khía nha. Đây là con ba khía được khổng lồ. Gạch nè. Wow. Đây là con ba khía cái cũng khổng lồ luôn nha. Gạch nè. Wow, gạch nè. Đây là con ba khía cái gạch son nha. Đó, rất là ngon luôn. Chúng hẹn hò với nhau đó. Còn đây là con ghẹm nha. Đây là con ghẹm cái nữa nha. Đây cũng gạch son không thua gì kia nha. Thì nó nhỏ nó gạch son nha. Nè, rất là ngon luôn. Đây em gạch này gạch đỏ tươi luôn nè. Đó, thấy là rất ngon chưa? Ngon nè. Đó. Gạch son nè. Đây là con ghẹm nhỏ mà gạch son cực kỳ chưa? Rất là ngon luôn nha. Giờ đây tới con cua. Đây là con cua lọt nha. Rồi, review luôn em ơi. Đây là cua hai da nha. Đó, rất là ngon luôn. Ồ, sữa không luôn. Hello, chào cả nhà. Chào cả nhà, chào ông bà cô chú. Chào cả nhà, nhà thân thương, chào kênh Nguồn Giác Cà Mau nha. Thì hôm nay mình tiếp tục đi săn ba khía nữa cả nhà. Hai chồng mình tiếp tục đi nha. Thì con nước ba khía nó bắt hồi á, thì nó chỉ có vài đêm mà. Thì mình tranh thủ này bắt đàn đi hai đêm nữa cho có nhiều đàn mình làm ba khía muối nha. Này mình sẽ làm ba khía muối nha, ba khía này chắc quá. Giờ chúc cả nhà, đồng bào giới chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe, làm ăn thành đạt nha. Giờ hôm nay hai chồng mình sẽ ra quân đi bắt ba khía nữa cả nhà ơi. Mới ra chặn được một con rồi nè. Này mới ra quân là được một em nha, chắc lội luôn á. Hy vọng nay sẽ bội thu nha. Giờ mình sẽ đẩy xuồng xuống nha nhà. Mình tới xuồng rồi nha, giờ hai chồng mình đẩy xuồng xuống nha. Cả nhà yêu mến kênh cho hai chồng mình được like, được đăng ký nha. Để hai chồng mình có động lực làm nhiều video sau hay hơn nha. Giờ tới vuông rồi, vuông này vuông của cha mình nha. Đúng vuông của người thân chứ người lạ đâu không cho mình vô đâu. Rồi mình sẽ đẩy xuồng xuống nha. Đây mới ra quân gặp được con ghẹm nha nhà. Con này giờ cũng dùng mình giờ ít lắm nha. Dùng nước ba chè nó có chứ ít lắm. Sẽ lụm nó nha. Thế mà mờ. Đây nè. Thấy không ạ? Đang tay chỉ nè. Đây con ghẹm đầu tiên. Ha, chỗ con đèn này đó. Rồi mình sẽ lụm nó nha. Con này mà luộc ăn ngon lắm à. Ồ ghẹm cái lên ơi. Con này gạch dữ lắm, gạch như là cua vậy. Luôn trên lưới nè. Đây con ghẹm cái. Con này gạch dữ lắm. Ừ. Vô xô. Hôm nay mình sẽ gặp mình rất mấy nha.
con gì là lụm đó luôn. Em chúc cả nhà có buổi xem video gì hết nha. Chồng mình nay lại lên đường đi bắt ba khía nữa nha. Nước lớn nó mới lên nghe. Chậm chậm khúc này cây nhiều nè. Thấy hết nè. Mấy gốc bước vậy nè. Nước lớn là than nó ra. Mấy nước gồng nè. Ôi trời ơi, cá đói nó nhảy. À, xuống, xuống đi nhiều nè. Xuống hả cá đói? Xuống. Ồ, này xuống nhiều ta. Mắt mắt đỏ chưa? Đây có cá lú không? Kìa kìa. Bự bự bự. Ừ, ba khía bự. Đây 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 đây. Không có đèn này nha ha. Đấy rồi. Nhảy được nào? Có dính. Quá nhiều thấy cái luôn. Bữa nay con bự ha. Ồ. Cái bự nè. Cái. Ít con mà con nào đáng không đó. À, cái này Ogo nè, ba khía nó bò coi chừng gai Ogo không đó. Dính nè, dính nè. Cái nữa. Đây, cái nữa. Cái nữa. Cái có bự à. Nhiều ít con kia thiệt. Không có hàng nhiều không? Ừ. Không có hàng. Mình đi cho ba khía, không có ít ba khía thì mình buồn, với chủ vuông thì mừng. Nó không phá bờ. Nó không phá bờ. Đây đây có cái lú này, dở anh dắt coi có tôm không? Cái này chưa chạy. Dở thử đi. Chưa chạy đâu. Cái này con nhái 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 nhái. Nhái. Nhái giống ếch quá à. Dính. Bé, bé rồi. Con nhái. Nhái này nhái câm chứ. Còn là nhái câm nó không có kêu như mấy nhái mình bắt trên đồng nha. Giống ếch bự. Mình thích con này nước nè. Phê á. Coi đâu bắt từng con ba khía nó cực lắm, bò móc từng cái hang cái không ta. Dính được con nữa cả nha. Đây, cái con này bự nha. Cái có gạch chưa? Mùa này có gạch chưa? Cái này gạch dữ lắm. Gạch đỏ hay gạch vàng? Gạch đỏ luôn, gạch đỏ. Cái hội là đang đẻ đó, nó cầm đang đẻ. Thấy toàn là bóng đêm không à. Cá quá cả nhà. Chắc vuông này cũng không bao lâu nữa mình sẽ thuốc cá. Tết thuốc luôn. Tết hả? Tết thuốc. Tết luôn. Tết luôn. Mình đã quá không có cái này. Đây là nó có đu hàng cây nè. Mình ăn vỏ nước. Bên đây bắt vỏ không? Bắt vài con đi, mời được cho anh. Này có vỏ nè, phải vỏ mình nuôi đây nha. Bung bung đây không? Hy vọng dính con cá phi cho cả nhà xem nè. Rồi đây. Dính được cá. Bây đó giờ mình luôn. Đi bắt ba khía không có. Giờ mình bắt cá đi. Một con. Ô dợp bị cua ăn nè. Nó ăn nè. Cua ghê không? Cô nó ăn dập nát ăn.
Nè, dập ra. Ủa nó ăn nhiều quá. Cây lên nó không thấy. Chết hả? Xong. Xong. Bây giờ đi gặp dọp thì mình bắt dọp luôn. Ủa đi nè. Đang đi luôn. Cái mày nè. Nó ngọt lắm. Mưa nó ngọt lắm. Y ơi, cụ ăn nè, hết điếc luôn rồi. Đét đang dọp. Con về mời thuộc ăn. Bắt gì ở vuông cũng dễ kiếm ăn quá ha. Không có ba khía thì mình bắt cái khác. Cũng không làm cả nhà thất vọng. Ôi. Đây, gớt gớt nhất đây. Cũng được, mớ mời mình hấp gừng hả? Dọp này hấp gừng ăn ngon lắm. Hai vợ chồng đi trên chiếc xuồng bể. Giấc này mà tối mà chìm xuồng cái nó chắc lạnh lắm ạ. Ôi ôi, con bà khía bự bự ạ. Gán dính ạ. Bự. Ngọt. Đáng một con. Rửa rửa luôn đi. Làm hiện ba khía nó bự. Khía bự nè. Gần... ba khía là 150 gram đó. Gần bằng con cua ấm vuông này. Vuông nhỏ. Này phải đứt lớn một cái ngon. Cha xả nước. Thì đi không cho cha, không cha ra hay á. Nó cống này. Cá bóc nhiều không? Ê cua 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 cua, bắt cua. Cua cua cua. Dính. Dính cua. Phải chừng bị kẹp nha. Hòn hốt cái này là không được nào kẹp nha. Bắt cua là phải bắt gì nè. Đây, được một con cua. Ồ chắc. Rồi. Cua này chắc. Có món ăn luôn. Đây, nghe thấy nè. Bắt cua cầm như nha, là nó không bị kẹp nha. Rồi vô số. Mũi. Mũi nó cắn. Cái số này là có bự bự. Đang bị ngang luôn. Đây bị ngang luôn. Trời ơi, bự nè. Quá trời bự luôn. Ôi. Bự luôn luôn. Bự bằng cua nãy luôn. Sướng thiệt chứ. Ôi, chào nó tay luôn. Bắt này một là tay hai cũng hơn. Nhờ hơn nữa. Nhờ bơi chậm chậm gì nè. Cua đâu nè, thôi cua đây. Để chia sẻ thực tế với cả nhà mà nó đi soi ba khía gì đây nè. Có khi nói luôn cả nhà là cái vuông của người thân mình nha, mình mới bắt được nha. Cái vuông lạ lạ, nó vô bắt cua nó quánh chết á. Quánh hổ đường về luôn. Gió mát. Có. Có. Đó. Thấy là lụm, thấy là lụm. Này cái nữa nè. Ồ. Sướng sướng. Dính không? Dính rồi mà nó gạt. Dính cua cả nhà. Nó nhéo à. Này nhéo. Nhảy đây, nhảy ra đây. Nhảy đây con, nhảy đây. Thương á. Thì giờ nó buông càng rồi. Thấy hơi gì nó buông càng nữa. Hoa nổi nữa. Đó, buông càng nữa. Được con cua. Để càng lụm luôn.
Ba khía nó chạy vô bự quá mà họ bỏ thì uổng cả nhà. Đúng rồi. Bây giờ phải môi thôi. Này nó còn được bên ngoe quá. Nè giờ gãy hết nha. Môi hàng sâu quá giờ gãy hết ngoe. Gãy. Gãy nha. Giờ này hai con. Có hơi lắc ở nhà không cảm nha. Dạ mình cũng quay hết mình nữa, tại vì ở xuồng rồi. Lắc chứ lắc. Chèn xuống luôn, nó chèn xuống được cái cây sào luôn á. Nhanh lá ha. Này đây một con nhỏ, không có cây sào này đi túc dưới kia luôn. Đấy sào chọt ấy bịch miên hăng nó lại hả? Chặn cái đường xuống đó. Xong lắm. Cái này rễ cây với lá nó có phức phức cả nhà không cảm. Quá trời lá cây với rễ. Dính không? Hai lẻ nha, vừa xuống hai đứa là chị nha gần. Được. Nè, tôi không bao nhiêu nha đuôi cây à. Nha, nha. Thấy mà. Nè, nha nè. Con này nha bỏ không bắt. Nha, nha lông. Này chết. Gẹm. Con gẹm. Con gái luôn. Con này con gẹm. Con gẹm nè. Rồi tiếp tục một em đào luôn. Ơi gọi gọi. Ủa? Chạy xuống này hay gì nhúc nhích chút nhích. Rồi công kỹ thục nó cũng như không có lẹ quá. Thôi nhà về bắt nãy giờ được hai em cua chứ không có chục ngoài em ba khía nào lấy bự rồi khía này em khía này to ghê hồn rồi. Xem con thứ to nha, thứ to như con cua nha. Đây nha, con thứ to chưa? Thứ nó to như con cua vậy nè. Ngày mai mình sẽ luộc luôn quá me nha. Tính nhiều thì mình làm ba khía muối. Thôi giờ mình làm con món ba khía luộc quá me đi. Như được hai con cua nữa. Đây nha, đây được hai con cua nha. Đó, hai con cua. Con cua này nó đẹp mình đau á. Đẹp đau. Rồi hai mình được mới dẹp dẹp nè.
mới bắt được 2, 4, 6, 8, 10, 16 con. Con đủ ăn này. Coi như đây đủ ăn. Nhớ ôm ăn. À, hụt đó là hụt á. Rồi mình thành cái nhà đây mày. Bye bye cả nhà, hẹn. À, hẹn cả nhà. Ngày mai mình sẽ làm món này mình đã cả nhà nha. Hẹn nhà ngày mai nha. Đây là thành quả ngày hôm đêm hôm mình đi xôi, nhà chồng mình đi xôi nè. Hồi lúc mình bắt á, mình đâu xả nó kẹp á, mình đâu có biết đâu con này con cốm đâu. Giờ nó gây mê nữa nè, hôm giờ nó lột luôn đó nha. Nó lột ra luôn nè, lột cái yếm nó mềm xèo đâu nè. Trời ơi con này ngon nhất nách luôn. Trời ơi về Cà Mau ăn con cốm cái nhà ơi. Nè nên lúc mà mình chối á, mình để cái ngón giòm lên cái đầu nó làm cái ghiểu nó gò như là con cốm nè. Rồi nó mềm xèo nè, nó ngon cực kỳ chứ. Hôm mình xoay là được hai con cua nè, được mười mấy ba khía luôn, với hai con ghẹm. Đây là hai con ghẹm, bây giờ mình gây mê nữa nè, ghẹm cái luôn nha. Dùng mình hồi xưa ghẹm nhiều lắm á, bây giờ hết rồi. Hồi xưa mà dùng lúa ở dùng trận thời á, ghẹm nhiều lắm. Rồi bây giờ mình sẽ gây mê đó, mình sẽ luộc, mình ăn cơm sáng nha. À, chú cái nhà có buổi sáng vui vẻ nha. Rồi mình sẽ luộc đó nha. Mình chuẩn bị luộc giọt nha. Giọt mình luộc xả ớt nè. Còn cái nồi bên đây thì mình luộc ba khía ha. Mình đi bẻ lá me mà không bẻ thì luộc xả cho không luộc lá me nha. Đây là ba khía hôm nha. Còn món ăn nha. Thì giờ mình sẽ làm món giọt hấp xả. Đi săn đêm về mình có món ăn nha. Buổi sáng của đình của hai chồng nha. Món đơn giản mà ngon nha nha. Đây là món giọt mình hấp xả nha, như luộc xả vậy mà mình ít thôi, nó sẽ chín ngon hơn. Cái mùa này giọt nó ngọt rồi nha. Bên đây cái nồi đó, đây là cái nồi ba khía với cua nha. Đó là con cua cua lột mình đó nha. Đó, nó ngon cực kỳ luôn, ngọt thôi ha, dễ dè luôn, rất là ngon. Buổi sáng đầy năng lượng. Giờ chỉ đợi cho nó bật nắp ra là mình sẽ ăn thôi nha. Anh đã bật lên rồi. Đó, một em đã bật lên nha. Đó, sắp sửa bật lên hết nha. Đó, hào kìa. Trắng tươi luôn nha. À, không ra. À, trắng tươi luôn. Đó, mở nắp ra hết đây. Rồi giờ món giọt mình đã chín rồi nha. Rồi mình sẽ dọn lên ăn cơm nha. Đây cua mình đã xong rồi nha. Đó, rất là ngon luôn nha. Mà cả nhà cùng thưởng thức nha. Nước chấm thần thánh nha, để ăn món ba khía nha. Đây là con ba khía được khổng lồ. Wow, gạch nè. Wow, đây là con ba khía cái cũng khổng lồ luôn nha. Gạch nè. Wow, gạch nè. Gạch nè. Đây là con ba khía cái gạch son nha. Rất là ngon luôn. Chúng hẹn hò với nhau đó. Còn đây là con ghẹm nha. Đây là con ghẹm cái nữa nha. Đây cũng gạch son không thua gì kia nha.
Đây là con gẹm gạch son đây. Thì nó nhỏ nên gạch son nha. Nè, rất là ngon luôn. Đây em gạch này gạch đỏ tươi luôn nè. Đó, thấy là rất ngon chưa? Đó, rất là ngon nè. Đó. Gạch son nè. Đây là con gẹm nhỏ mà gạch son cực kỳ chưa? Rất là ngon luôn nha. Giờ đây tới con cua. Đây là con cua lột nha. Rồi, review luôn em ơi. Đây là cua hai da nha. Ngon luôn. Ồ, sữa không luôn. À. Mà cái nhà con thức nha. Quá trời ngon. Còn đây là con cua yếm vuông nha. Thì nó nhỏ chứ thật gạch nó kỳ ngon đây, gạch đây. Ở đây gạch béo nha. Đây là con cua yếm vuông. Gạch đây là gạch cực kỳ béo.